Tôi ngồi đi hả? Dạ, mời anh ngồi. Dạ, mời ngồi. Ngồi thì ngồi. Dạ, cảm ơn. Chào mọi người nha. Thưa quý vị, anh Jackma đến với chúng ta từ China, là một tỷ phú thương mại điện tử, xuất thân từ một chủ vựa ve chai. Anh có thể chia sẻ lý do vì sao lựa chọn thương mại điện tử để phát triển sự nghiệp thay vì tiếp tục buôn ve chai không? Đối với tôi, ý tưởng đó cũng là tình cờ. Trước đây, tôi có dịp sang Việt Nam mua móng trâu và được chứng kiến nền công nghiệp dịch vụ tiên tiến của họ. Tôi đã tìm hiểu và biết được có một website thương mại điện tử tên là Juno.vn. Ở đó họ cung cấp dịch vụ rất là tiên tiến với phương thức thanh toán rất dễ dàng và thuận tiện. Bạn có thể thanh toán bằng Visa, Card. Họ không hề thu phí vận chuyển trên toàn quốc đối với đơn hàng từ 300k và có thể dễ dàng đổi trả sản phẩm khi bạn cần. Đó. Tôi đã nhận ra rằng đó chính là xu thế dịch vụ của tương lai và quyết định nghỉ buồn về chai. Xây dựng Alibaba của tôi dựa trên nền tảng Juno.vn. Sau một thành công của Alibaba Trung Quốc, được biết sau đó Juno.vn đã lên tiếng mua lại Alibaba để sáp nhập lại Juno.vn bằng cái giá không hề nhỏ. Nhưng ông đã từ chối. Ông có thể cho biết lý do vì sao không? Đó là một quyết định đối với tôi rất khó khăn. Đúng là Juno.vn đã có ý định thôn tính Alibaba. Tôi đã quyết định giữ lại Alibaba vì tôi tin rằng một ngày nào đó Alibaba cũng sẽ trở thành một trang thương mại điện tử xứng tầm với Juno.vn, và rằng người Trung Quốc sẽ không khuất phục trước Việt Nam. Cho dù họ hùng mạnh tới đâu, tôi nghĩ là tôi cũng ráng theo kịp họ. Nhưng tất cả ý tưởng của ông đều nhái từ họ mà. Đúng vậy, đó là điểm chung của người Trung Quốc mà thôi, đúng không? Tôi chỉ phát huy truyền thống thôi. Juno.vn giờ đang có chương trình Only Online, bảo giày siêu rẻ, 4 ngày bảo siêu rẻ luôn. Nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị là một cái event tương tự, có thể là 8 ngày cho không chẳng hạn. Ông cũng được biết đến như một người có đầu óc rất nhanh nhạy, đặc biệt có khả năng tính nhẩm rất nhanh. Đúng vậy, trước đây tôi bán ve chai nên tính nhẩm rất là nhanh. Ông có thể tính nhẩm 34 x 29 bằng bao nhiêu được không? 34 x 29 bằng 832 thôi. Sai rồi. Vâng, nhưng nhanh mà.